Nếu đây là lần đầu tiên em xem video của Khánh, Khánh phụ trách kinh doanh tại công ty Đại Phát Tính, quận 12, chuyên phân phối các dòng xe tải Hino. Thì quay trở lại video ngày hôm nay thì có một cái mẫu xe Hino 6 tấn rưỡi thùng 6m7. Đây là mẫu mui bạc bụng nhôm. Inox xe đã hoàn thiện xong và chờ đi đăng ký đăng kiểm giao cho khách hàng tại An Giang. Thì quay trở lại video ngày hôm nay thì Khánh sẽ báo giá cho quý khách hàng hiện tại lăn bánh về cái phiên bản Hino mui bạc. Và hiện tại thì mức trả trước về vấn đề ngân hàng thì quý khách hàng cũng như là anh em trả trước bao nhiêu thì sở hữu cái phiên bản này. Đồng thời quý khách hàng bỏ ra số tiền hiện tại là bấy nhiêu đấy thì quý khách hàng sẽ được những lợi ích gì khi phiên bản Hino FC thuộc phân khúc series 500 này đem đến cho quý khách hàng ở video này. Đây là phiên bản Hino FC 9CLTC, phiên bản của đời 2021. Khá là nhiều video trước thì Khánh đã quay về cái phiên bản Hino FC, từ ngoại thất bên ngoài, nội thất bên trong và trang bị cái khối động cơ trên cái phiên bản Hino FC này. Riêng video ngày hôm nay thì Khánh sẽ báo giá hiện tại cho quý khách hàng nắm ở cái thời điểm đầu tháng 3 2021 này, cho quý khách hàng hiện tại đang có những cái chương trình ưu đãi nào. Thì hiện tại vào quý 3, quý 1 2021 thì quý khách hàng cũng như là anh em mua hiện tại cái dòng Hino FC bên Khánh đang được chương trình khuyến mãi 10 triệu về cái dòng phiên bản Hino FC nha. Về chế độ bảo hành, hiện tại phiên bản này sẽ được bảo hành 12 tháng và không giới hạn Supermax. Bảo dưỡng sẽ vẫn giữ ở mốc bảo dưỡng 4 lần miễn phí ở các cấp độ như 5.000 km, 20.000 km, 40.000 và 60.000. Về cái mẫu thùng mui bạc thì hiện tại cái mẫu phiên bản thùng tiêu chuẩn thì quý khách hàng lăn bánh hoàn thiện thời điểm này nó rơi khoảng 975 triệu nha. Đây, lăn bánh hoàn thiện. Còn về cái mẫu phiên bản hiện tại giống mẫu này là hiện tại ở đây, mẫu này là mui bạc bụng nhôm sắt. Hiện tại hoàn thiện cho quý khách hàng hiện tại là tròn 1 tỷ nha quý khách hàng. Ngoài ra thì nó có mẫu phiên bản thùng mui bạc bụng nhôm full inox, bao gồm trụ, khung chuồng heo, sàn, tất cả mọi thứ inox trừ đà dọc, đà ngang là thép đúc. Hiện tại lăn bánh hoàn thiện thời điểm này là 1 tỷ 010 triệu. Về mức hỗ trợ trả góp thì từ phiên bản tiêu chuẩn cho tới phiên bản thùng mua bạc bẩn nhôm full inox thì quý khách hàng trả trước từ 250 triệu cho tới hiện tại là 300 triệu thì quý khách hàng có thể nhận sở hữu phiên bản xe Hino FC thuộc phân khúc series 500 này nha. Đấy, thì về mức lãi suất thì hiện tại khá là ưu đãi trên thị trường. Về tất cả các ngân hàng thì hiện tại khá là ưu đãi cho những quý khách hàng cũng như là anh em mua cái đầu tư cái phiên bản xe Hino, hỗ trợ từ 70 đến 75%. Ngoài ra thì có hỗ trợ đến 85% giá trị xe và thùng của quý khách hàng. Lãi suất thì hiện tại cái mức lãi suất hiện tại nó khá là ưu đãi, rơi đâu đó tầm khoảng 0,75% trên một tháng. Đấy, 0,75% trên một tháng. Thời gian vay thì hiện tại hỗ trợ cho mình từ 3 năm cho tới 6 năm tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mình thì bên Khánh có thể đáp ứng cho quý khách hàng. Thì mẫu thùng đây là mẫu thùng bẩn nhôm sắt, do nhu cầu của khách hàng đó là chị Phạm Ngọc Ánh ở khu vực Giang về chở hiện tại là những cái mặt hàng hiện tại là khô nên không cần nhu cầu về inox 304, nhưng hiện tại đây là chỉ là inox 430 thôi nha. Thì khi mà quý khách hàng bỏ ra số tiền chừng đó thì quý khách hàng sẽ sở hữu được những gì trên cái phiên bản Hino FC 6 tấn rưỡi này. Thì thứ nhất là về ngoại thất của phiên bản Hino thì nó khá là đặc trưng, là một nhãn hiệu khá là lớn trên thị trường về phân khúc xe tải. Và thứ hai nữa là về khung gầm chassis thì hiện tại quý khách hàng cũng như là anh em có thể thấy khung gầm của chassis của tất cả các phiên bản xe Hino nó khá là chắc chắn và cứng cáp. Quý khách hàng coi như là anh em có thể thấy phía trước của nó đây, về hệ thống nhíp, nhíp của nó khá là dày dặn và chắc chắn. Khá nhíp về hệ thống nhíp là nhíp tặng phía trước nè, giúp cho cái khả năng chịu tải và khả năng vận hành của nó sẽ đạt được hiệu suất và độ bền cao hơn so với những cái phiên bản khác. Về phần phía dưới thì về phần chassis thì quý khách hàng cũng như là anh em có thể thấy chassis của phiên bản này nó khá là dày dặn và chắc chắn, đồng thời kết hợp là các lỗ ri vê được hãng Hino trang bị và lắp đặt trên đây, khá là tiện dụng khi mà anh em vận hành hoặc là khi mà mua về mình có thể lắp đặt những cái thùng đồ nghề hoặc trang thiết bị phù hợp theo xe. Ngoài ra về hệ thống nhíp phía sau thì Hino được trang bị hệ thống nhíp là cũng là nhíp đa lá
hai tầng xếp chồng lên nhau, giúp cho cái khả năng chịu tải và khả năng giảm sốc của phiên bản Hino so với những cái phiên bản cạnh tranh như là Isuzu hoặc là Hyundai thì nó sẽ luôn vượt bậc và vượt trội hơn. Về hệ thống cầu là hiện tại trên phiên bản 6 tấn rưỡi này trang bị hệ thống cầu dạng lớn và giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng kéo tải của phiên bản Hino FC nó sẽ đạt được hiệu suất cao nhất. Về hệ thống phanh thì xe hiện tại đang được trang bị là hệ thống phanh dầu và trợ lực là trợ lực hơi nha anh em. Mình là được trợ lực hơi giúp cho cái quãng đường hành trình phanh mình nó được nhẹ nhàng và đạt được hiệu suất cao nhất, khá là an toàn khi mà quý khách hàng cũng như là anh em đầu tư cái phiên bản này đi khả năng đèo dốc thì mình có thể khả năng vượt dốc nó sẽ đảm bảo được cái độ an toàn cực kỳ cao hơn. Đấy. Về hệ thống lốp thì trên phiên bản Hino FC này trang bị cái hệ thống lốp khá là to 8.25G16 và đồng đều, khác hẳn so với cái phiên bản Hyundai. Lốp trang bị theo xe nó sẽ không đồng đều nha. Đấy. Ngoài ra thì về phần thùng thì Khánh cũng sẽ không nói nhiều về phần thùng cho anh em. Riêng về phần thùng thì bên Khánh luôn bảo hành cho quý khách hàng 1 năm. Xe sẽ được sản xuất tháng 3/2021, sẽ được bảo hành là tháng 3/2022 nha. Đấy, về phần thùng hiện tại bên Khánh sẽ đảm bảo cho quý khách hàng. Ngoài ra thì xe được trang bị cái bình nhiên liệu theo xe là 200 lít. Nó khá là to, giúp cho cái khả năng vận hành đi đường dài trên cái phiên bản xe Hino nó sẽ được lâu dài và mình ít tốn kém về chi phí khi mà anh em mất thời gian, khi mà anh em phải dừng lại đổ dầu thêm. Tiếp đến nữa là về cái khối động cơ, lợi ích của cái khối động cơ trang bị trên cái phiên bản xe Hino FC của phân khúc CD 500 này, nó trang bị theo xe được những gì thì Khánh sẽ nâng cabin lên và cho anh em xem. Thì cabin của phiên bản xe Hino từ 8 tấn trở xuống thì trang bị là cabin cơ cấu kiểu lật và cách nâng hạ cabin nó cũng khá là dễ dàng. Thì Khánh sẽ để một cái đường link phía bên dưới về hướng dẫn cho quý khách hàng cũng như là anh em về cách nâng hạ tất cả các phiên bản của xe Hino từ series 300, series 500 và kể cả series 700 luôn nha. Khi mà quý khách hàng cũng như là anh em nâng cabin thì hãy nhớ cài chốt an toàn này lại. Đấy. Về dòng xe Hino thì luôn trang bị cho mình một cái miếng lớp cách nhiệt phủ bạc bên ngoài phía dưới của cabin, giúp cho cái khả năng cách nhiệt và cách âm hoàn toàn tốt giữa bên ngoài về động cơ và không gian bên trong của cabin. Về cái khối động cơ, hiện tại động cơ đây Hino trang bị cho mình trên phiên bản FC này là động cơ 4 kỳ 4 xi lanh thẳng hàng, trang bị có tuabin tăng áp và làm mát, hiện tại bây giờ là làm mát bằng khí nạp của quý khách này cũng như là anh em. Những cái trang thiết bị chi tiết được Hino lắp đặt khá là gọn gàng, giúp cho cái khả năng kiểm tra vệ sinh cũng như là sửa chữa của mình nó khá là tiện lợi so với cái phiên bản cùng phân khúc khác. Ngoài ra thì hiện tại cái phân khúc Hino Series 500 này trang bị cái khối động cơ khá là to, khá là hầm hố với dung tích xi lanh là 5.123cc, có cạnh tranh khá là tốt so với những cái phiên bản Isuzu hoặc Hyundai chỉ trang bị đâu đó 2.7 đến 3.5. Về công suất cực đại hiện tại nó trang bị trên phiên bản Hino FC này trang bị cái công suất là 180 PS tại 2.500 vòng trên phút, giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng kéo tải của nó đạt được hiệu suất cao nhất. Ngoài ra thì vào đời 2018 trở về đây 2021 thì xe trang bị hệ thống phun nhiên liệu điện tử Common View, giúp cho cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu trên phiên bản Hino FC này nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều so với cái phiên bản 2017 trở về trước là bản gia cơ. Có khá là nhiều anh em thắc mắc với Khánh rằng phiên bản ga điện sử dụng nó sẽ không ngon bằng ga cơ. Thực tế xét về phương diện là nhiều anh em sử dụng về phiên bản ga cơ rồi thì cảm giác thì người ta sẽ thích hơn, cũng như là cái khả năng vận hành nó chắc chắn thì nó sẽ nhanh hơn ga điện. Ga điện thì nó vẫn khỏe, vẫn an toàn, vẫn tốt, vẫn tiết kiệm nhiên liệu, nhưng mà bù lại thì về cái khả năng vận hành của nó sẽ ở cái công sức
và cái khả năng động cơ vận hành của nó sẽ đạt được rất cao, và cái khả năng vượt dốc của nó ở cái mức cấp độ cũng vừa phải. Khi mà nhà máy sản xuất ra cái phiên bản Hino thì người ta cũng tính toán về cái vấn đề khả năng vượt tải, kéo tải và khả năng vượt dốc. Anh em yên tâm về vấn đề xe hiện tại ga cơ và ga điện nha. Hộp số hiện tại trên phiên bản Hino này trang bị cái hộp số là hộp số 6 cấp, 6 số tiến và 1 số lùi. Đây, 6 số tiến và 1 số lùi giúp cho cái khả năng vận hành và khả năng vào số nhịp nhàng của dòng xe Hino ở các cấp số cao như 4, 5, 6 thì tỷ số truyền nó sẽ giảm và giúp xe của mình chạy sẽ lướt hơn. Đấy, thì Khánh cũng vừa báo giá cho quý khách hàng cũng như là về cái ưu đãi lãi suất của chương trình nhà máy, chương trình của công ty Hino Đại Phát Tính Bình Khánh, và thời gian vay cũng như là về cái số tiền quý khách hàng cũng như là anh em bỏ ra ở đâu đấy thì sẽ được sở hữu những gì trên cái phiên bản Hino FC hiện tại được trang bị ở đây. Thì quý khách hàng nào mà cảm thấy có nhu cầu hoặc là có muốn xem xe hoặc trải nghiệm xe thì hãy đến địa chỉ 1286 quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, hoặc có thể liên hệ với Khánh qua số hotline 0938285259. Khánh đã để trên màn hình thì Khánh sẽ giải đáp thắc mắc, tư vấn báo giá cho quý khách hàng một cách chi tiết và cụ thể. Quý khách hàng cũng như là anh em cảm thấy video hay vị nghĩa thì hãy nhớ like và đăng ký kênh YouTube của Khánh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách hàng cũng như là anh em ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.